Dạ tất cả mọi người, thì hôm nay mình có một cái tin vui muốn báo cho mọi người là mình kênh của mình đã được bật kiếm tiền, nhưng mà nó vẫn chưa sanh tiền. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình bật cho cái tiền của mình nó sanh lên. Thì các bạn vào cái, nếu bạn không có máy tính thì các bạn hãy vào phần mềm của YouTube nè, phần mềm YouTube Studio nè, các bạn bấm lên. Thì khi kênh của các bạn đủ 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem trong 12 tháng thì những clip này nó sẽ bật kiếm tiền đó. Mọi người thấy có những clip nó bật xanh chưa nè, cái tiền nó xanh này, kể có những clip nó sẽ chưa xanh. Thì những clip chưa xanh thì mình sẽ làm cách nào, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và trước khi hướng dẫn thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua. Và hôm nay thành công của mình ngày hôm nay là chính là nhờ cái công ơn của các bạn, nhờ anh em trong ekip luôn ủng hộ mình, luôn đốc thúc mình để mình có thêm một cái động lực đó để mình phấn đấu. Và mình cũng xin cảm ơn một người bạn của mình, đó là bạn đó hiện tại đang sống bên Nhật, và thật sự là mình rất là thương bạn đó. Và bạn đó chính là người đã tạo cho mình một cái động lực để mình có ngày hôm nay. Thì bạn đó hiện tại đang ở bên Nhật mọi người ạ. Năm sau bạn đó mới về, thì năm sau mình sẽ cố gắng làm một cái clip để ra đón bạn đó. Đó. Giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cách để bật cái tích, giống như cái clip mà cách cho cá rồng kim long ăn đít nè mọi người. Thì bây giờ cái tích này nó sẽ chưa có xanh đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách để làm xanh cái clip đó. Rồi bắt đầu các bạn sẽ bấm vô cái phần clip cái video này. Đó, khi bạn bấm vào video, bạn thấy nhìn góc bên phải màn hình không? Đấy, có cái key viết, nghĩa là phần chỉnh sửa video mọi người. Mọi người bấm vào phần chỉnh sửa video này giúp mình nha. Rồi, ở đây thì mọi người thấy không? Có cái dấu tiền ở giữa này, dấu đồng tiền ở giữa. Thì mọi người sẽ bật cái dấu, bấm vào cái dấu đồng tiền này giúp mình. Bấm vào. Đó, thì mọi người thấy đồng chữ không? Kiếm tiền từ quảng cáo. Đó, thì do lúc nãy thì nó mình chưa bật cái tích xanh này, nên là cái phần kiếm tiền từ quảng cáo nó sẽ không xanh lên được. Thì bây giờ mình sẽ bật tích xanh lên. Đó, sau đó các bạn sẽ bật hết các tích xanh ở đây giúp mình. Có cái nào thì bạn bật hết lên. Thì ở đây nó sẽ có quảng cáo lớp phủ nè, chỉ máy tính để bạn, nghĩa là ai xem máy tính để bạn sẽ có cái này. Quảng cáo video có thể bỏ qua cho tất cả các thiết bị, nghĩa là vừa di động vừa máy tính để bạn luôn. Rồi kia một cái nè, quảng cáo video không thể bỏ qua, nghĩa là mình xem cái video này nó tầm khoảng 5 giây 10 giây mình không thể bỏ qua. Thì bạn bật luôn cho mình nha, bật luôn. Rồi, khi bật hết tất cả các cái quảng cáo đây, các bạn bấm lưu lại. Rồi, các bạn chờ một vài giây để cho nó lưu cái thay đổi. Đó, thì hôm nay rất là vui mọi người ạ. Bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi. Thì mình giật mình dậy, mình thấy nó báo là mình được xét duyệt. Và cái mình rất là mong muốn thông báo cái điều này đến tất cả mọi người biết. Tại vì mọi người luôn luôn ủng hộ mình. Đó, mọi người thấy không? Giờ cái cá rồng này nó chưa xanh đúng không? Giờ các bạn sẽ vuốt xuống, vuốt cho nó tải lại. Đó, tải lại. Xong rồi xuống cá rồng này, mọi người thấy không? Cách cho cá rồng bạn kia lông xanh này đó. Đó, thì tiếp tục mình cũng sẽ làm những clip ở phía dưới đây. Ở đây mình cũng có những clip mình được nhiều view lắm mọi người ạ. Mình có những clip tới 600 mấy chục ngàn view luôn. Đó, bấm lên. Ở đây thì sẽ có một cái quảng cáo khác nè. Mọi người thấy không? Ở đầu video rồi đó. Bấm giống này. Ở đây sẽ có để nè, ở đầu hiện thời gian, hiện thời điểm hiển thị quảng cáo ở đầu video hoặc là ở cuối video, thì mình có thể chọn ở đầu hoặc là ở cuối. Mình thì mình thích để ở đầu thì mình để ở đầu. Bạn nào thích để ở cuối thì mình sẽ để ở cuối. Cho đó các bạn bấm lưu lại. Cũng chờ mấy giây cho nó lưu thay đổi. Đó, cái này là những clip mình đi Thái mọi người. Thì các bạn nào mà chưa đi Thái và có ý định muốn đi Thái Lan du lịch,
thì có thể vào đây, vào kênh của mình để xem những cái video về du lịch Thái Lan của mình để các bạn có thể tham khảo. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các mình sẽ review những cái món ăn và đặc sản ở Thái Lan á. Ở đây sẽ có kem nhây nè, nhiều lắm mọi người. Mọi người có thể vào đây xem, like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sắp tới thì mình sẽ ra nhiều cái clip, nhiều cái video hay hơn, nhiều cái thay đổi mới hay hơn. Thì mình mong cái thời gian sắp tới thì mọi người sẽ luôn ủng hộ mình. Mình chắc chắn thời gian sắp tới thì nó sẽ rất là hay, clip rất là hay. Ở đây sẽ có gỏi gỏi đu đủ Thái Lan nè mọi người, rất là ngon. Bạn nào đi Thái Lan thì không nên bỏ qua cái gỏi này. Nó giống như là đặc sản của Thái Lan mọi người. Cảm giác bây giờ mình rất là hồi hộp. Và một lần nữa thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, tất cả ekip ở trong cái đoàn làm phim của mình. Đó. Thì cảm ơn tất cả các bạn luôn đồng hành mình trong cái thời gian mà lúc đầu rất là khó khăn, mà các bạn vẫn đồng hành mình. Rồi mình xin gửi lời cảm ơn đến anh Tài, giống là anh Tài giống như là một người anh của mình, đã luôn ủng hộ mình. Kế tiếp là em Thanh Triết, đó cũng đồng cũng là một người em của mình, luôn đồng hành mình trong suốt cái thời gian vừa qua. Kế tiếp là em Uy Minh, đó là một em học viên của mình, cũng luôn theo dõi và cũng thích làm những video giống mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Thì mong thời gian sắp tới thì mọi người vẫn luôn ủng hộ em để mình có niềm tin, có động lực tạo ra những cái video mới hay hơn, chất lượng hơn cho mọi người xem. Thì mình thích làm những cái video như là thử thách hoặc là ăn uống gì đó mọi người. Đó, nếu mọi người có cái ý kiến nào hay hoặc là mọi người có cái muốn mình làm cái thử thách hoặc là muốn mình làm một cái món ăn gì đó thì mọi người có thể comment ở phía dưới video, thì mình sẽ cố gắng cùng anh em ở trong nhóm để thực hiện làm những cái video đó cho mọi người xem. Và chắc chắn là mình sẽ làm với một cái tinh thần là vui vẻ, với tinh thần là chịu thử thách của mọi người. Ở đây mình làm rất là nhiều clip, mọi người thấy clip này hay, mọi người có thể vô ủng hộ mình. Đó, ví dụ như cái video này không thể kiếm tiền, hãy truy cập vào Restore Studio trên máy tính để biết thêm chi tiết. Có nghĩa là mình phải không được chỉnh sửa đây, mà các bạn phải vào cái phần chỉnh sửa video. Có thể là video này có thể là dính nhạc bản quyền hay là gì đó, thì các bạn có thể vào xem thử. Thì mà mai mình sẽ vào xem thử coi như thế nào. Có nhiều clip mình quay mọi người mà bị có ai đó người ta đang hát nhạc á, cái nó bị dính nhạc vô thì cái clip đó sẽ bị dính bản quyền của người ta, thì mình cái video mình sẽ không được kiếm tiền. Nhưng mà mình có thể vào cái phần chỉnh sửa video để mình có thể là gì gọi là cái phương thức cuối cùng là nghĩa là mình chia tiền, gọi là chia doanh thu mọi người, chia doanh thu cho cái người nghệ sĩ đã sáng tác cái bài hát đó. Nói chung là YouTube nó cũng rất là hay mọi người, nó biết được tất cả, nên là mình xin chia sẻ là những bạn hiện tại đang và muốn phát triển kênh YouTube thì hãy cố gắng bước theo cái đam mê của mình. Và tất cả các video mà các bạn chuẩn bị làm á, thì các bạn hãy bỏ thời gian ra, các bạn suy nghĩ coi là mình muốn làm về cái đề tài gì. Đó. Các bạn cứ làm bình thường, đừng có lên re-up lại những cái video hoặc là những cái clip khác để mình copy về để mình đăng lên, thì như vậy thì YouTube nó sẽ không có duyệt kênh của các bạn. Mình nói ví dụ nha, ví dụ như các bạn thích mình đi, các bạn muốn làm kênh giống như mình, thì các bạn có thể vào xem video của mình rồi các bạn về bắt chước các bạn làm giống như mình, thì cái đó YouTube nó sẽ xem là những video đó là do bạn sáng tác, do bạn tạo ra.
Còn như các bạn vào các bạn tải cái video mình xuống xong các bạn up lên lại, thì cái video đó này gọi là cái video bị vi phạm bản quyền mọi người. Lúc đó thì khi các bạn duyệt thì sẽ không có được YouTube nó công nhận, và thời gian duyệt rất là lâu, nó có thể là mình không duyệt được luôn. Nó ví dụ như cái clip này là mình quên bật cái tích dưới đây, bây giờ bật thì mình lưu lại cảm giác sung sướng lắm mọi người. Khi mình bật được kiếm tiền thì điều cái người mà mình muốn cảm ơn nhất đó là các bạn, chính các bạn là người đã góp phần tạo nên cái động lực cho mình. Thì một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đó. Nếu mà các bạn nào gặp cái trường hợp giống như mình đó, thì có thể vào xem cái video này để bật kiếm tiền nha mọi người. Thì thường YouTube nó sẽ gửi mail về nhưng mà nó sẽ gửi chậm, giống như mình là gửi mất một mình vừa kiếm tiền nhưng mà YouTube nó vẫn chưa gửi mail về mình nên mình không biết. Chỉ cần nổi tiền lên vậy là được rồi, nổi tiền lên vậy là các bạn có thể xem vào phần cài đặt, các bạn mở lên đó. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này, hồi sáng giờ mình đâu biết đâu đó, cũng có một người anh chỉ mình mới biết á. Giờ mình biết rồi mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn xem để các bạn cùng phát triển giống như mình. Còn các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới video này nha. Mình sẽ cố gắng mình sẽ trả lời và giải đáp hết tất cả các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình chỉnh sửa những cái kiếm tiền này. Và sau đó là gần 12 giờ mọi người. 11 giờ 59 phút rồi. Đúng 12 giờ mình sẽ nghỉ mọi người. Mình sẽ ngủ. Đó, cảm giác rất là sung sướng. Vui lắm mọi người ạ. Cái cảm giác này hơn là mình trúng số nữa. Thầy người biết sao? Thì cái cơ mà mình lập ra mà bây giờ mình bật được kiếm tiền là công sức của mình, giống như các bạn đi làm. Các bạn đi làm mà các bạn nhận được cái đồng lương của mình đó, cảm giác nó rất là sướng mọi người, rất là xứng đáng. Giống như công lao của mình bỏ ra rất là xứng đáng mọi người. Sướng lắm mọi người ơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành với mình. Cảm ơn những người bạn, cảm ơn những người anh em luôn bên mình. Và mình xin một lần nữa gửi lời cảm ơn tất cả các bạn và mong các bạn luôn ủng hộ kênh của mình. Giờ chắc mình sẽ xin kết thúc cái video tại đây rồi mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bước sang ngày mới thì chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Và mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình. Chào tạm biệt tất cả mọi người.